chăm sóc người bệnh không đơn thuần chỉ là chữa bệnh, mà còn là nỗ lực thấu hiểu, sẻ chia và mang tới những điều tốt đẹp nhất. Để hạnh phúc khởi nguồn từ những phút giây khỏe mạnh. 7 năm chờ đợi để được nghe một tiếng khóc. Những ngày tháng khó khăn qua đi để được cảm nhận trọn vẹn hơi thở cuộc sống. Thêm một liệu pháp chữa lành. Là bớt đi nhiều khoảnh khắc khó khăn, trọn vẹn từng bữa ăn, để hồi phục bằng liều thuốc tự nhiên nhất. Một cuộc đời mới mở ra. Khi ta lại thấy những người thân yêu, cảm ơn vì đã lựa chọn Hồng Ngọc cho hành trình chữa lành của mình. Hồng Ngọc, nơi gửi trọn niềm tin.